Liên minh không sợ vợ. Mọi người trật tự, tôi có ý kiến thế này. Để góp vui đầu xuân, mỗi chúng ta ai nấy mang rượu của mình ra đây góp chung. Rượu được đổ tất cả vào một chum lớn để cùng chia vui. Mọi người thấy thế nào? Được đấy, ý kiến hay. Mình đang tìm cái gì mà cứ lục cục nãy giờ thế? Tôi đang tìm cái bình rượu. Cái bình rượu hôm nọ xin được ở nhà bác Bỉnh, đâu rồi bu nó nhỉ? Tôi để nó ở trong chum mà. Mà ông tìm làm gì vậy? Thấy rồi. Tôi định mang nó đi góp vui trong bữa gặp mặt đầu xuân ở đình làng ngày mai. Cái gì? Góp vui? Sao lại mang rượu quý đi góp vui là sao? Chả là mọi người bàn sẽ chung rượu với nhau. Mỗi người mang một bình rượu đến để chung vào một cái chum lớn. Rồi cùng nhau thưởng thức. Trời, thế ông định lấy cái bình rượu này để đi góp sao? Rượu này là rượu quý. Bác Bỉnh chân cất chôn nhiều năm dưới lòng đất đấy. Dạy gì mà mang đi góp chứ? Tôi cũng thấy tiếc. Nhưng mà mình chỉ có mỗi bình rượu này thôi. Sao mà mình ngốc thế? Lại đây, tôi chỉ cho cách này. Đến hôm đó, mình cứ đổ nước lã vào chai rồi mang đến. Cả chum rượu, một chai của mình thấm vào đâu? Chắc chắn không ai biết được đâu mà sợ. Nhỉ, có thế mà tôi chả nghĩ ra, bù nó đúng là cao tay. Anh Bảy đến rồi. Chà, nhìn cái bình là biết gây rượu ngon đây. Nào, đổ rượu vào chum cùng góp vui thôi. Đây đây, tôi đổ vào ngay đây. Vậy là mọi người đã đến đông đủ. Chiếc chum rượu đã đầy ắp với nhiều hương vị khác nhau. Bây giờ chúng ta rót rượu mời tất cả cùng nâng ly thưởng thức nhé. Tất cả mọi người đã có rượu hết chưa? Còn ai thiếu không? Đủ hết rồi, đủ hết rồi. Vậy tất cả cùng nâng ly chúc mừng năm mới nhé. Nào, xin mời cạn chén. Năm mới may mắn, phát tài phát lộc. Nào, cạn chén nhé. Sao lại thế này? Sao rượu lại nhạt toẹt chẳng khác gì nước lã là sao? Chẳng lẽ toàn bộ những người kia cũng giống như mình? Chết tiệt, rõ là nước lã mà. Tức thật, nhưng mình không thể để mọi người biết mình đổ vào đó bầu nước được. Quá là rượu ngon, hương vị thật đặc biệt. Đúng vậy, đúng là rượu hảo hạng, đủ loại hương vị. Quả là rượu ngon, rượu ngon. Ngon cái nỗi gì chứ. Đây rõ là nước lã nhạt toẹt. Không ngờ họ đều thủ đoạn như thế. Ở đây tiệc vui quá nhỉ. Nghe nói mọi người góp rượu uống chung, thế mà không ai mời tôi gì cả. Cụ Hoàng, mời cụ vào đây. Xem nào, rượu chung chắc là hương vị sẽ đậm đặc lắm đây. Cho tôi một chén nào. Ông đừng. Cái gì vậy? Rượu gì thế này? Các anh bảo rượu góp chung à? Có mà nước lã thì có. Tôi hiểu rồi. Cái trò góp chung. Của chung không ai khóc. Thế mà tôi vừa nghe ai cũng khen rượu ngon, rượu quý cơ đấy. Thật là ai cũng khôn, chẳng ai dạy cả. Phải không các ông? Tiền dư trả lại. Đây đây, của cháu đây. Cảm ơn cháu nhé. Chị đợi tôi một chút nhé. Cháu mua mấy chiếc nào? Dạ một chiếc ạ. Bà Tám ơi, bán nhanh lên chúng tôi muộn mất. Được rồi. Tại hôm nay bỗng nhiên mọi người mua bánh giò đông quá mà. Các cô các cháu thông cảm nha. Ôi, mình được trả tiền thừa. Ôi, số mình thật là hên quá đi. Mình đưa có 20.000 mà bà Tám lại tưởng mình đưa 100.000. Ôi chà, bữa nay Dũng đại gia ghê. Tớ bảo này, chiều tan học tớ với cậu đi mua súng nước đi. Loại to nhất ấy, tớ sẽ mua cho cậu một chiếc. Rồi tớ với cậu sẽ đánh bại thằng Hùng với thằng Quân luôn. Ừ, chúng nó có súng nước to hơn, nên tớ với cậu toàn thua. Thật là mất mặt quá đi.
Lần nào các cậu cũng thua hết, thật là chán quá đi. Bọn tớ cũng muốn thua mà không được. Cậu mua cho tớ một chiếc súng nước thật hả? Ừ, tớ với cậu cùng một đội mà. Thế cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Bây giờ không phải đóng tiền học, cũng không phải mua sách. Làm sao mà tự dưng bố mẹ cậu cho cậu nhiều tiền thế? Cậu cứ bình tĩnh nghe tớ giải thích đã. Sáng nay tớ mua bánh giò chỗ bà Tám. Bà Tám nhầm nên trả dư tiền cho tớ. Hả? Làm sao mà cậu phải hốt hoảng? Mà cậu phải nhớ giữ bí mật đấy. Tớ sẽ mua súng nước cho cả cậu nữa cơ mà. Trời ơi, bà Tám trả nhầm cho cậu nhiều tiền như thế, chắc ngày hôm nay bà chẳng lãi được là bao. Cậu đem trả lại cho bà Tám đi. Sao tớ phải trả? Cậu cứ lo xa. Hôm nay đông người mua bánh giò lắm. Với lại bà già rồi nên sẽ không nhớ là đã trả nhầm cho tớ đâu. Ý tớ không phải như thế. Tớ không lo bà Tám có nhớ trả tiền nhầm cho cậu hay không, mà tớ thương bà Tám. Cậu cũng biết là buổi sáng bà Tám bán bánh giò ở cổng trường mình. Nhưng chắc cậu chưa biết, hôm nào bà cũng đạp xe đi bán bánh khắp ngõ ngách tới tận khuya mới về. Tối nào lúc tớ chuẩn bị đi ngủ cũng nghe thấy tiếng rao của bà Tám. Mẹ tớ còn bảo chồng bà Tám đang bị bệnh, con cái thì không có nên bà phải một mình vất vả kiếm sống. Ai bánh giò đi? Ai bánh giò nào? Cậu không thương bà Tám lại còn lấy tiền của bà ấy nữa. Ừ thì tớ, tớ không biết nên mới vậy. Sáng mai tớ đem trả bà Tám tiền là được chứ gì. Cậu tức giận làm cái gì? Giờ mà thú nhận thì xấu hổ quá. Hay là mình cứ âm thầm đưa trả lại cho bà ấy thôi. Này cậu, cậu có mua bánh không thì đi nhanh lên, người ta còn mua nữa chứ. Dạ, bà cho cháu một chiếc bánh giò ạ. Đây, bánh của cháu đây. Này cháu ơi, cháu trả dư tiền cho bà rồi nè. Nè, cháu ơi. Tớ trả tiền bà Tám rồi. Thế bà Tám nói sao? Bà Tám chả nói sao cả. Cảm ơn chị, lần sau chị lại mua bánh của tôi nữa nhé. Tất nhiên rồi, bánh giò bà Tám là ngon nhất. Chào bà Tám nhé, tôi đi nha. Chà, mấy hôm nay bán được ghê, vẫn còn sớm quá. Có khi từ mai mình phải làm thêm bánh để bán thôi. Mà không biết cái thằng bé sáng nay trả nhầm tiền cho mình nó học lớp nào nhỉ? Đang là học sinh thì làm gì có tiền. Có khi mất nhiều tiền thế, còn bị bố mẹ mắng cũng nên. Tội nghiệp, chuyện mình phải quay lại để trả tiền cho thằng bé mới được. Thằng bé kia rồi. Tại cậu bảo tớ trả tiền bà Tám nên giờ chẳng còn tiền mà mua súng nước nữa. Chúng ta chơi bằng cái cũ cũng được. Chơi vui là chính mà. Cậu vừa làm một việc tốt nên vui mới phải. Thôi, cậu đừng có ủ rũ nữa. Này cháu ơi. Dạ, cháu chào bà. Sao giờ này bà vẫn ở đây? Bà vẫn chưa bán hết bánh à? Lúc sáng bà nhận dư tiền bánh giò của cháu. Lúc đó bà gọi mà cháu không nghe thấy. Bà đợi mãi tới giờ tan trường. May quá, gặp được cháu ở đây rồi. Trời ơi, bà Tám thật là tốt quá. Vậy mà hôm trước mình còn mừng khi bà trả tiền dư cho mình nữa. Ôi, mình thật là xấu tính. Thế là thế nào hả Dũng? Cháu sai rồi. Cháu xin lỗi bà Tám. Sự thật là hôm qua cháu nhận tiền dư của bà mà không đem trả lại. Hôm nay cháu xấu hổ nên khi đưa cho bà cháu không dám nói thật. Bà ơi, cho cháu xin lỗi nha bà. Cháu biết nhận lỗi là tốt rồi. Bà không trách cháu đâu. Bà già rồi nên hay quên, hay lẫn. Bà cảm ơn cháu đã đem trả lại cho bà số tiền dư nhé. Cảm ơn cậu nhé. Sự tích hoa tuyết. Con gái của ta đã lớn thật rồi. Trông con thật là xinh xắn. Vì con giống mẹ mà. Con đi ra đây, cha mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con. Con đã trưởng thành, đã đến tuổi lấy chồng rồi. Con đã chọn được ai chưa con gái yêu của ta? Thưa cha, con chỉ ở trong lâu đài, không ra bên ngoài thì sao gặp được ai chứ ạ? Ừ nhỉ, nhất định phải chọn cho con gái một chàng rể thật tài giỏi, lại vừa khôi ngô, tuấn tú. Đúng rồi, ông có nhớ thần gió có hai người con trai chưa vợ không? Tôi nghĩ chúng ta có thể gả con gái cho một trong hai người đó. Thần gió nam thì ấm áp, nhẹ nhàng mà lại tình cảm. Còn thần gió bắc thì mạnh mẽ, chắc chắn có thể bảo vệ con gái bé nhỏ của ta. Bà nói đúng, tôi ưng thần gió bắc hơn.
con gái chúng ta mỏng manh thế này, nhất định phải có một người chồng thật mạnh mẽ và dũng cảm để bảo vệ. Để tôi nhắn gió bảo cậu ấy đến đây ra mắt nhé. Kính chào quốc vương và hoàng hậu của Vương quốc Tuyết. Hôm nay chúng tôi đến để ra mắt hai vị và gặp gỡ nàng công chúa Tuyết xinh đẹp, người vợ tương lai của tôi. Chào nàng, rất hân hạnh được làm quen với nàng. Ta là thần gió phương Bắc. Ôi, nóng quá, nóng quá. Thưa phụ thân, con không thể yêu chàng được rồi. Để gấp vui cho ngày hôm nay, em trai ta, thần gió nam sẽ lên thổi một bài từ chiếc sáo của em cho mọi người thưởng thức. Chàng ta thật là một người khôi ngô tuấn tú. Đây mới là tình yêu đích thực của ta. Con gái ta đã phải lòng thần gió nam ư? Thế này thì không hay rồi. Ta đã nhắn gả con gái cho thần gió bắc rồi mà. Thưa hoàng tử của ta, có vẻ như em trai ngài và công chúa Tuyết đã có tình ý với nhau. Họ nhìn nhau thật say đắm. Ngài phải cẩn thận. Gió nam, cậu đang làm gì vậy? Cất ngay cây sáo đi, nếu không ta sẽ đập nát nó. Con gái yêu, con phải biết kìm nén cảm xúc của mình, đừng để chuyện không hay xảy ra. Để ta thổi sáo cho nàng nhảy. Gió nam, cậu lui xuống ngay. Nàng nhảy đi, nhảy đi. Người giỏi lắm, gió nam. Ta sẽ phá hủy hết vườn táo, vườn hồng của ngươi. Từ nay ngươi chỉ có thể bước đi trên những cành cây khô và rơi những giọt lệ đắng cay mà thôi. Ôi, con gái ta. Anh hãy buông tha cho nàng. Nàng không hề yêu anh. Anh không thể cưỡng ép nàng phải lấy mình được. Nàng đã được hứa gả cho ta. Chính ngươi là thứ em hư đốn, dám quyến rũ nàng. Hãy trả nàng lại cho ta. Nếu không, ta sẽ phá hủy cả khu vườn này của ngươi. Đừng! Ta sẽ đem nàng về giấu trong nhà, tận dưới hầm sâu tối tăm, để nàng không bao giờ gặp lại nó nữa. Nàng nằm tạm ở đây, chờ ta đánh thắng người anh độc ác kia, rồi sẽ đưa nàng về chữa trị vết thương này nhé. Không kịp rồi, xin chàng hãy ôm lấy em trước khi đi, và em sẽ đợi chàng cho dù suốt cả cuộc đời. Người giấu nàng đâu rồi? Nàng đã tan thành những giọt sương thấm vào đất rồi. Tất cả cũng tại anh. Ta không tin. Nếu như nàng đã trốn xuống đất, ta sẽ tạo ra một lớp băng để nàng mãi mãi không thể thoát ra được. Anh thật độc ác. Nếu đã thế, từ giờ ta sẽ chỉ đến những nơi có băng để được mãi ở gần bên nàng. Và người đời cứ mỗi khi nhìn thấy một bông hoa trắng nhỏ xíu, không hiểu sao lại mừng rơn và kể cho nhau nghe như kể về một sự kiện gì trọng đại lắm. Thấy không? Trong vườn, hoa tuyết đã nở. Năng lượng từ giấc mơ. Hẳn là cô bé đang mơ một giấc mơ đẹp đây. Cảm ơn vì một giấc mơ đẹp nhé cô bé. Tại một thế giới xa xôi mà con người không biết tới, có một thành phố vô cùng xinh đẹp. Người dân nơi đây có hình dáng khá nhỏ bé. Họ rất chăm chỉ, thân thiện và đặc biệt vô cùng yêu thiên nhiên. Họ sử dụng nguồn năng lượng sạch được tạo ra từ những giấc mơ đẹp của con người. Tuy nhiên, gần đây họ đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Đó là nguồn cung cấp năng lượng sạch ngày càng khan hiếm. Ngày hôm nay thế nào hả Gobi? Không được tốt lắm anh Cassette à. Giấc mơ đẹp ngày càng ít, làm việc cả đêm mà thu được có nửa bình năng lượng. Tôi cũng vậy. Nghe nói ban lãnh đạo đang họp bàn tìm giải pháp cải thiện tình trạng khan hiếm nguồn cung năng lượng. Hình như họ còn định công bố danh sách những nhân viên không đạt chỉ tiêu để chuẩn bị cho nghỉ việc đấy. Thật sao?
Nếu vậy thì nguy rồi. Tôi cũng lo lắm. Các vị có ai nghĩ ra phương pháp nào để cải tạo tình hình khan hiếm năng lượng hiện nay không? Áp lực cuộc sống của con người ngày càng lớn, giấc mơ của họ toàn là những lo toan sợ hãi, thậm chí cả trẻ con bây giờ cũng ít có giấc mơ đẹp hơn trước. Nếu không tìm ra cách nào để cải thiện tình hình, thì e rằng trước mắt chúng ta bắt buộc phải cắt giảm nhân viên. Tạm thời, chúng ta sẽ thống kê danh sách những nhân viên làm việc không hiệu quả. Nếu đến cuối tháng mà năng suất không cải thiện, thì sẽ tiến hành cắt giảm. Đồng thời, đưa ra một thông báo thăng chức cho bất kỳ ai nghĩ ra phương pháp cải thiện tình hình khan hiếm năng lượng. Mọi người thấy sao? Chúng tôi nhất trí, thưa giám đốc. Tôi và cậu đều có tên trong danh sách cắt giảm nhân viên. Giờ chỉ còn hy vọng sẽ có người tìm ra giải pháp để cải thiện tình hình. Nếu không, gia đình tôi sẽ ra sao? Vẫn còn thời gian, hãy cố gắng lên anh nhé. Anh về rồi đó hả? À, ba về rồi. Anh ăn sáng luôn rồi còn nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Ba ơi, hôm nay mỗi bạn sẽ kể một câu chuyện về người mà mình ngưỡng mộ nhất. Con sẽ kể về ba đấy. Thật sao? Con sẽ kể như thế nào? Thử kể cho ba nghe được không? Con sẽ kể ba đã làm việc vất vả như thế nào. Rằng chính nhờ những người thợ như ba mà chúng ta được sống trong môi trường trong sạch. Và còn... Còn gì nữa? Ba, con rất yêu ba. Ba cũng luôn yêu và tự hào về con. Hai cha con tình cảm quá. Nhưng đến giờ đi học rồi đấy con à. Dạ con đi đây. Con chào ba mẹ. Gobi, cậu ra đây một chút. Tôi có một cách để chúng ta đạt chỉ tiêu trong tháng này. Cách gì vậy anh? Có lẽ chúng ta phải hút thêm năng lượng từ những giấc mơ không đẹp, sau đó trộn lẫn với năng lượng của giấc mơ đẹp để gom đủ số lượng của tháng này. Chỉ cần làm khéo léo, mọi người sẽ không phát hiện ra. Nếu làm như vậy, nguồn năng lượng đó sẽ không còn sạch nữa. Đâu phải tôi không hiểu điều đó. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng như hiện nay, chúng ta không thể đạt đủ chỉ tiêu. Chúng ta sẽ bị đuổi việc. Rồi cuộc sống của gia đình chúng ta sẽ ra sao? Nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ có người phải sử dụng thứ năng lượng không sạch đó, em lại thấy áy náy. Chỉ là cách tạm thời trong lúc khó khăn này thôi. Khi có cách khác thì chúng ta sẽ dừng lại ngay. Lại là một giấc mơ đầy bất an và lo lắng. Mình có nên thu năng lượng tạo ra từ giấc mơ này không? Chúng ta sẽ bị đuổi việc. Cuộc sống của gia đình chúng ta rồi sẽ ra sao? Chính nhờ những người thợ như ba mà chúng ta được sống trong môi trường trong sạch. Không, mình cũng không thể làm như thế. Không, không. Tội nghiệp, chắc anh ta đang bất an lắm. Bấy lâu nay chúng tôi đã nhận được từ loài người các anh rất nhiều năng lượng sạch. Hôm nay tôi sẽ truyền cho anh một ít. Hy vọng là anh sẽ khá hơn. Thật kỳ lạ, giấc mơ đã thay đổi hẳn, năng lượng tạo ra mạnh mẽ quá. Năng lượng đã đầy rồi, thật là kỳ diệu. Chỉ bằng việc truyền cho anh ta một chút năng lượng tích cực mà anh ta lại có thể tạo ra một nguồn năng lượng còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Có cách để cải thiện tình trạng khan hiếm năng lượng rồi. Năng lượng tích cực ta truyền cho họ cũng giống như hy vọng nảy sinh từ sự bế tắc và tuyệt vọng vậy. Nó có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với niềm vui thông thường. Và năng lượng mà nó tạo ra cũng vô cùng lớn. Gobi, cậu không những đã tìm ra cách để giải quyết khó khăn lớn nhất hiện nay, mà còn giúp cho nhiều nhân viên tránh khỏi thất nghiệp đấy. Giỏi lắm Gobi. Hoan hô Gobi, hoan hô Gobi. Sóc con xinh đẹp. Chào sóc con. Chào bạn Hưu. Giờ này cậu còn đi đâu thế sóc con? Sao không chuẩn bị cho tiết mục dạ hội ngày mai đi?
Tớ đi lấy thuốc cho bác Sóc Nâu. Bác ấy bị ốm, ở nhà có một mình nè, không có ai hết. Vậy hả? Thôi cậu chuyển lời giúp tớ, là tớ chúc bác ấy mau khỏe nhé. Giờ tớ phải đi lấy trang phục dạ hội đây. Cậu đã chuẩn bị xong hết rồi hả? Ừ, tớ đã đặt chị Công làm cho tớ đấy. Đó là bộ trang phục cầu kỳ và lộng lẫy nhất tớ từng được mặc. Vậy hả? Thích thế? Nghe nói Voi Con và các bạn khác cũng đã kỳ công chuẩn bị những tiết mục vô cùng độc đáo. Vậy hả? Thôi chết, nhắc tới Voi Con tớ mới nhớ ra. Cậu ấy nhờ tớ qua nhà để giúp cậu ấy hoàn thiện nốt cho trang phục cho ngày mai. Tớ đi nhé. Cậu đi đi, kẻo Voi Con đợi. Bác Sóc Nâu ơi, bác dậy uống thuốc đi ạ. À. Cảm ơn cháu. Sóc Con à, cảm ơn cháu mấy nay đã vất vả sang đây chăm sóc cho bác. Không có cháu thì không biết bác sẽ như thế nào nữa. Bác ơi, bác đừng nói thế. Bác cũng giống như mẹ cháu vậy. Bác đừng khách sáo với cháu nhé. À, bác nghe nói cháu có tham gia buổi dạ hội ngày mai phải không? Dạ vâng ạ. Cháu chăm bác thì lấy đâu thời gian để mà chuẩn bị? Dạ cháu trang phục của cháu không quá cầu kỳ nên cháu sẽ làm nhanh thôi ạ. Thôi vậy cháu mau về chuẩn bị nhanh còn kịp. Nhưng mà bác đã bảo là về đi mà. Bác đỡ rồi. Nếu vì bác mà cháu lỡ mất buổi biểu diễn, bác sẽ ân hận lắm đây. Bác phải cố gắng uống thuốc cho nhanh khỏi đấy nhé. Ừ, yên tâm, bác sẽ gắng nhanh khỏe để mai còn đi xem cháu biểu diễn nữa chứ. À, mà ở khu rừng bên có bác Ngựa Vằn, biết mai nhiều trang phục độc đáo lắm. Cháu thử qua nhà bác Ngựa nhờ xem sao. Đi mau đi cháu. Dạ vâng. Ôi, bác Ngựa lại đi vắng rồi. À, mình có cách rồi. Mình sẽ lấy cỏ non và bện một cái mũ rồi đội lên đầu. Mình tin là rồi sẽ đẹp cho mà coi. Hả? Đau quá. Xin đừng nhổ tôi. Tôi sẽ rất đau. Nghe tiếng những nhánh cỏ non kêu khóc, Sóc Con không đành lòng hái cỏ để làm mũ nữa. À, có cách rồi. Mình sẽ lấy những cánh hoa hồng đỏ thắm kia rồi thoa lên môi. Môi mình sẽ có màu đỏ tươi rất đẹp cho mà xem. Ôi, ôi, xin đừng bức chúng tôi lìa khỏi bông. Chúng tôi sẽ rất đau đớn. Ờ, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không làm đau các cậu nữa. Mình thà không đành được giải gì, chứ không thể để các bạn ấy phải chịu đau như thế được. Cảm ơn Sóc Con đã không bắt chúng tôi phải sớm lìa cành. Bãi cỏ là nơi chúng ta chơi đùa, khóm hoa hồng là nơi chúng ta ngủ. Sóc Con đã không cắt cỏ, cũng không hái hoa, bạn ấy thật tốt bụng. Nhất định chúng ta phải làm gì đó để giúp bạn ấy. Và bây giờ đến phần biểu diễn của Sóc Con. Tuyệt vời, Sóc Con, xinh đẹp quá. Kỳ lạ quá, Sóc Con lại có cả những ngôi sao nhấp nháy trên đầu, trông như vương miện vậy. Tôi xin trân trọng tuyên bố, người chiến thắng trong buổi dạ hội hôm nay là Sóc Con. Cháu thật xinh đẹp và rất xinh đáng. Chúng ta tự hào về cháu, Sóc Con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.